Rồi, hello anh em nha. Chúc anh em có buổi sáng tốt lành nha. Tiếp tục clip sáng nay là một vài con máy cũ gửi tới anh em nha. Tiếp tục con iPhone 4 này anh em. iPhone 4 dòng này mình hay về lai rai. Nói chung là cứ ngày về vài cây để dành bán. Anh em cô chú xài làm máy phụ, bỏ sim vô nghe gọi rất là rõ. Giờ mà được cái nghe gọi cực rõ luôn nha anh em. iPhone 4 ha. Nó có một vạch ở dưới đây, vạch đen này. 4S thì là hai vạch ha. Máy đẹp riêng anh em, lưng xước sát nói chung là có lông mèo nhẹ nhẹ, tại vì nó là máy riêng anh em, chưa tạo tạo xước xước nha. iPhone 4 máy riêng giá 470 ngàn nha anh em, kèm sạc ha, kèm cái dây sạc nha, mình không có kèm cục sạc đâu nha, kèm mỗi cái dây sạc iPhone 4 kèm dây sạc đó, anh em tự chịu phí ship nha, 340 gì đó nữa, còn là mình bán là 470 ngàn, ca ship luôn mình là tính 500 ngàn. Rồi tiếp theo đây một con Samsung G530 anh em. Con này là thay vỏ nha anh em. Mấy cái dòng này đa số là thay vỏ hết rồi nên nó mới đẹp cỡ này nha. Chứ không thể nào mà mấy vỏ riêng được. Nó thực sự cái này cũng chả có gì riêng riết. Thay vỏ thì vẫn bình thường xài. G530 thay vỏ, màn hình 5 inch, RAM 1 GB, bộ nhớ 8. Pin của nó là 2600 nha. Giá để anh em là 830 ngàn kèm sạc. 830k kèm sạc. Quy định mua máy của mình thì anh em cứ cọc trước cho mình cái cọc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu, những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cọc cho mình cọc 100 ngàn Viettel nha anh em. Xong rồi nhắn cho mình họ tên địa chỉ cùng với máy cần mua thì mình sẽ gửi cho anh em đàng hoàng. Rồi những anh em nào mà cọc thì tiền cọc nó sẽ trừ vào tiền máy lúc nhận máy nha anh em, yên tâm ha. Nó sẽ trừ vào tiền máy. Lúc mình nhận anh em cọc bao nhiêu trừ ra bao nhiêu ha. Còn cộng thêm phí ship nữa là ok. Anh em nào chịu khó thắng thì mình bao ship. Rồi tiếp theo là con Oppo Neo 7. Oppo Neo 7 nội địa máy riêng đẹp tầm 97-98 là vô tư luôn. Máy con này máy riêng Neo 7 nội địa màn hình 5 inch, RAM 2 16, pin của nó là 2420 và giá là 990k nha anh em, 990 ngàn con Neo 7 xài rất là lành tính luôn, bỏ vô nghe gọi thoải mái, lên mạng ok luôn. 990 ngàn nha anh em, cọc trước 50k là mình được gửi máy cho anh em rồi. Tiếp theo thì em Whaler, con này là con Whaler màn hình 5 inch rưỡi này, máy ngoại hình rất là đẹp keng luôn nha. Đó. Đẹp keng tầm 98-99, chức năng thì xài ok luôn, cấu hình thì vừa phải, không rất mạnh nha anh em, xài dành cho người lớn tuổi này với là những anh em thu nhập sinh viên đó, xài cho nó đơn giản. Màn hình 5 inch rưỡi, RAM 1, bộ nhớ 8, pin của nó là 2800 nha và giá là 780 ngàn kèm sạc, 780k kèm sạc cho anh em nha. Mọi chức năng mình đã tải hết rồi, Zalo, Facebook, YouTube tải đủ hết cho anh em rồi, vậy việc bỏ sim thì là xài ha, hai sim con này xài được hai sim nha anh em, máy rất là đẹp, 780k. Tiếp theo em V3 Pro màu xanh, màu xanh nhạt, lưng đẹp, kính đẹp, trải suốt nhẹ nha anh em. Con này màn hình 5 inch, RAM 2 16, pin nó 2400 nha, giá 1,2 triệu anh em, 1,2 triệu Riva Pro Samsung. Tiếp theo là một em Joy 1 Plus vỏ trời, lưng sao trời nè anh em, có xước 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 sáng nha, kính 1,2 cộng lông mèo, ở dưới thì cái viền này bị tróc đó, cái benzen tróc một miếng benzen bên đây nữa, nhẹ nhẹ đó. Còn nhiều là tổng thể là máy riêng xài ok luôn. Con này màn hình của nó là 6,18 đó, rất là rộng, 6,2, pin 4000. Đó, RAM 3, bộ nhớ 32. RAM 3, bộ nhớ 32. Win Smart Joy 1 cộng. Và giá nó đi cho anh em là 1450 nha. 1,450 ngàn. Vỏ sướng sướng tí nhưng mà xài rất là sướng. Rồi, tiếp theo thì em Sony IZ1 anh em. Sony IZ1 máy riêng. Áp yếu còn đủ hết nha anh em. IZ1 màu trắng, trắng bạc. Con này là màn hình 5 inch 2, RAM 4, bộ nhớ 64, pin 2700. Đó, giá 1950. 1950 cho con Sony IZ1. Xài rất là sướng. Máy riêng nha anh em. 1950. Rồi, tiếp theo thì em Samsung Ribeiro. Samsung Ribeiro, con này thay màng nha anh em. Thay màng vỏ ring. Con này vỏ ring còn đẹp và đã thay màng nha. Màn bay xe xài rất là chuẩn, không vấn đề hết nha, liệt liếc là mình bao anh em luôn, không vấn đề gì luôn. Màn hình bay 5 inch rưỡi, RAM 3, bộ nhớ 32, pin 3,6 và
và giá ra đi cho anh em là 1850 nha, 1.850.000 cho em Ribeiro, máy rất là đẹp đó. Siêu phẩm một thời đó anh em. Tiếp theo thì Oppo F1S, con này cũng RAM 3, bộ nhớ 32, màn hình 5.5 luôn đó. Máy còn rất là ok, nếp sale mới thay, vỏ sale thay luôn, đẹp keng. Màn hình của nó là 5.5 nha anh em, RAM 3, bộ nhớ 32, pin 3003, giá ra đi cho anh em pin 3475 nha, quên pin 3475, pin nào cũng ok lắm, gần 3.5 chứ không có bèo nha. Giá 18 F1S máy riêng, giá là của nó là 1650 nha anh em, 1650 màn ok, vỏ thay, màn riêng vỏ thay nha, 1650 máy còn đẹp, rất là đẹp đó. F1S Oppo một thời là làm mưa làm gió thị trường. Một em Samsung J7 Plus, cái nắp sau nó hơi căng cắn nha nè, này đó, có quay như anh em này, nó hơi căng cắn nắp sau này, rồi nắp ring á, còn màn thì thay nó trước anh em luôn, màn thay luôn, từ mấy dòng này nó hay bể màn thì thay màn lại bán, và thay màn linh kiện loại 3IC xài cũng ok, không có vấn đề gì hết nha anh em đó. J7 Plus màn hình 5.5, RAM 4, bộ nhớ 32, pin của nó là 3000 và giá cho anh em 1950 nha, quá bèo, 1.950.000 cho em J7 Plus. Nokia 6 máy đẹp keng sao em, nguyên zin 9899, con này màn hình 5.5, RAM 3, bộ nhớ 32, pin của nó là 3000 đó, máy ok luôn. Nokia 6 anh em nào thích thì lấy ra đó, máy nguyên zin luôn, giá 1850 anh em, 185 cho em máy đẹp keng. Oppo F11 Pro màn có vài cọng lông mèo đó, màn có lông mèo nha, có xước sát lông mèo vài cọng này, đâu cọng gì giữa này, lưng cũng có xước, trời trời, đại dán keo mặt sau, đại dán miếng keo ở trong, nhưng mà có xước xước gì nhẹ, còn tổng thể thì ok. Men ring F11 Pro màn hình 6.5, RAM 6, bộ nhớ 128, pin 4000, giá cho anh em là 3.3 nha, 3.3 kèm sạc đó, 3.3 còn mọi chức năng là xài rất là chuẩn, 3.3 kèm sạc cho anh em ha. Realme 5i màu xanh anh em, Realme 5i len keng luôn, màu xanh lá rất là đẹp, máy đẹp, tầm 9899 nha, camera một dọc rồi, mấy mẫu này mới ra, pin của nó 5000 nha anh em, rất trâu bò nha, nguyên zin từ A tới Á luôn. Màn hình của nó 6.5, RAM 4, 64, pin 5000 và giá của này là 2850 nha anh em. Ui, 2890 nha, sorry anh em, 2890, giá cũng sát rồi anh em, không có thể rỉ được nữa, như mày mới luôn, con này như mày mới nha, 2890 kèm sạc. Tiếp theo cho anh em là mình có một con A50 nè, Samsung A50, con này thì kính đại dán cường lực đẹp keng, lưng thì có xước sát, lưng xước sát thêm 5 tháng sử dụng rồi anh em, được cái là máy nguyên riêng A50. Con này màn hình 6.4, RAM 4, bộ nhớ 64, pin của nó 4000 nha anh em, pin 4000, giá 3250, 3.250.000 kèm sạc à, kèm sạc nhanh nha anh em đầy đủ A50. Và đây em có một con A6 cộng nè anh em, mình có A6 Plus nha, A6 cộng máy nguyên riêng, hàng thanh lý của Thế Giới Động, hàng thanh lý ra nên là còn nguyên hết, cấp cáp sạc tai nghe đầy đủ hết đó. Chứ đừng, anh em đừng có soi những máy cũ nha, máy đó là máy tồn kho thanh lý, đẹp keng như mới đó, không hề có vết xước sát nha anh em, xước sát thì cho lấy cầm ra cầm vô thôi chứ cũng không có gì gọi là xước anh em đó. Con này nó quá là đẹp luôn, anh em nhìn thấy trên clip là đủ biết mà, không hề có một vết cắn mốp cũng như là trời xước, không hề có nha, có chẳng qua là lông chuột do cầm ra cầm vô nhiều đó mà vậy thôi. A6 Plus màn hình 6 inch, RAM 4, bộ nhớ 32, pin 3.500 nha. Con này thì màn hình của nó cũng rất là mắc tiền, giá ra đi cho em full box như này là 3150 nha anh em, 3.150.000 cho những ai yêu máy riêng đẹp keng đó, xài rất là chuẩn, 3150 bao ship, từ nó là full box rồi thì bao ship cho anh em luôn cho nó máu ha, nguyên một cái hộp máy mới luôn. Tiếp theo thì con em Huawei Y9 2019 mình còn một coi, con này thì cũng hàng full trưng bày,
trường khá là trưng bày full box, thì cắp cốc sạc đầy đủ hết tai nghe nguyên nguyên zin đó, hàng trưng bày Huawei Y9 full box màn hình 6.5 inch, RAM 4 bộ nhớ 64, pin của nó là 4000 và giá để anh em là 2850 nha, 2850. Em này là pin nó cạn rồi, mình sẽ sạc lại. 2850 cho em pin trâu bò luôn, máy rất là ok. Mình bao ship cho anh em con này nha, 285. Máy full box luôn. Rồi, mình còn được mấy con máy tính bảng này anh em, rỉ bán luôn cho anh em ha. Máy tính bảng Asus màn hình 7 inch. Con này để anh em giá 850k nha. 850k, tab Asus. Xài giải trí. Một em tab Acho. Tab Acho. Tab Acho full box luôn nha anh em. Này, lấy ra luôn này cho anh em coi này. Đó. Cáp cáp full box nha. Con này thì về được có 2 con nữa thôi. Đó, anh em nào cần thì gọi sớm cho mình ha. Tab Acho. Vỏ sao hơi trời trời như vậy. Đông mèo có như vậy nha, không phải là kèn như mới. Đó, còn ngoại hình thì cũng còn rất là được. Không vấn đề hết, tự nhiên này hàng trưng bày người ta sẽ cũng test thử nên nó cũng có những vết xuất sắc lưng này. Và giá ra đi cho anh em là 850 nha, màn hình 7 inch nha anh em, xài YouTube thoải mái 7 inch, kèm bao ship cho anh em. Mình còn con tab Huawei này, tab Huawei full box luôn đó, cáp cáp chưa xài luôn, tab Huawei màn hình 7 inch. Con này để anh em giá 1280 nha, 1.280.000 kèm bao ship cho anh em, sạc siết thì đầy đủ rồi, tí mình sẽ sạc pin, mấy năm hết pin rồi, kính này rất là đẹp. Rồi clip này xin tạm dừng tại đây đi. Mình có dòng máy này thì anh em nào cứ cần alo cho mình nha, số điện thoại đặt máy là 0355 356 356, anh em nào cần máy nào cứ alo trực tiếp. Thân ái chào anh em, hẹn anh em clip tiếp theo nha. Những anh em chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm đăng ký để đón xem những clip mới nhất từ kênh của mình nha. Chào cả nhà.